Nhưng tại sao? Tại sao giáo hội Công giáo của chúng ta, giáo hội Hoa Kỳ chẳng hạn, trong thời gian qua người ta bỏ đạo quá nhiều? Bởi vì những sự căng đan, hay bởi vì điều mà tôi tập trung ở đây, bởi vì tiên tri giả. Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo về tiên tri giả rất nhiều. Thánh Phêrô trong thư của Ngài viết, Ngài cũng nói, rồi đây sẽ có những tiên tri giả xuất hiện. Không phải ai mọi người đều như ông Gioan. Ông Gioan là một tiên tri, ông nói với tư cách của một con người thực sự là tôn trọng sự thật và vì sự thật mà ông phải bị chém đầu, ông chết. Khi Herodia lấy vợ của anh mình là ông vợ của Philip, thì ông là người đứng ra ngăn cản và vì thế mà ông chịu chết. Ngày nay có quá nhiều tiên tri giả, và vì tiên tri giả lẫn lộn với tiên tri thật, cho nên trước hết phải đấm ngực ăn năn mà nói. Ngay cả hàng giáo phẩm, ngay cả linh mục nam nữ tu sĩ như chúng tôi đã không làm hoàn thành nhiệm vụ của một tiên tri thật. Và anh chị em cũng có thể có những người đã sống trong hình thức là giả hình. Nhưng mà đâu là hình ảnh của những tiên tri giả? Thứ nhất, tiên tri giả là những người đi rao giảng chỉ nhằm để thỏa mãn người nghe mà thôi. Có biết bao nhiêu người rao giảng mà sợ nói sự thật, họ sợ nói ra rồi người khác giận. Lời Chúa Giêsu rất là khó. Ngài nói rằng những ai mà làm cho một trẻ con phạm tội, cột cúi đá vất xuống. Mắt của ngươi gây ra tội, móc ra vất. Tay của ngươi gây tội, chặt tay vất. Thà mất mắt, mất tay mà vào nước trời. Đương nhiên là Ngài nói có tính cách biểu tượng nữa. Nhưng mà Ngài nói rất căng. Chúng ta đi ra đường rao giảng, khi những cái vấn đề mà nó đụng tới vấn đề tín lý luân lý, không dám lên tiếng. Sợ ảnh hưởng bên này, sợ ảnh hưởng bên kia. Cho nên cuối cùng cái lớp trẻ lớn lên, nó cảm thấy nó bối rối. Những vị lãnh đạo mà không dám lên tiếng thì làm sao mà nó hiểu được, nó dám lên tiếng. Cho nên một trong những cái đấm ngực ăn năn đầu tiên là có quá nhiều những tiên tri giả. Mà dấu hiệu đầu tiên mình phân biệt tiên tri giả là gì? Là mỗi một lần rao giảng, họ chỉ rao giảng để cho người khác nghe cho vui thôi, nghe cho thỏa mãn thôi, chứ không phải nghe để sửa. Và họ không dám đưa đến những cái vấn nạn, vấn đề mà nhiều khi đâm sâu vào đời sống của những người khác. Anh chị em nếu trường hợp sống mà không có hôn phối thì đó là điều không được chấp nhận, họ không dám nói. Bởi vì họ nói sợ những người khác giận. Thứ nhất là những người rao giảng mà chỉ để thỏa mãn người nghe. Thứ hai là những người đi làm công việc mục vụ, rao giảng, phục vụ, nhưng làm vì lợi ích riêng bản thân mình, vì tiền bạc, vì để buôn bán, vì được tiếng tăm. Có biết bao nhiêu người cũng đi làm công việc mục vụ, nhưng họ làm để có tiếng, chứ không phải họ làm để phục vụ. Một trong những điều đau đầu của giáo hội là khi các nam nữ tu sĩ không phải đứng ra phục vụ, mà đứng ra để được thổi phồng. Chúng ta chỉ nhắm mắt cũng biết, anh em tin lành của họ đã đi qua cái chương trình này bao nhiêu rồi. Những người mà chỉ giảng cho người khác nghe một cách gọi là thoải mái, nó không có kéo dài được. Những người mà ra giảng hoặc là đi phục vụ, ngay cả phục vụ trong cộng đoàn, chẳng qua phục vụ để mà nhờ đó làm business lên thôi, hay là làm phục vụ để cho mình được tiếng tăm thôi, thì những cái đó không đi đến đâu. Cái thứ ba, khi đi rao giảng, những cái lời rao giảng nó vượt quá giới hạn của Kinh Thánh và của giáo huấn giáo hội. Nói cách khác, họ diễn dịch những lời giáo huấn và Kinh Thánh của giáo hội sai, và họ cho người ta làm những điều mà giáo luật, giáo huấn của giáo hội cũng như Kinh Thánh không cho phép. Có những người tự động diễn dịch, tự động cho phép, rồi họ mở cửa nhân danh gọi là tolerance, tức là khoan dung. Nhân danh cái danh nghĩa là khoan dung, cho nên họ chấp nhận mọi sự, cái gì cũng được. Đây là những tiên tri giả. Điều thứ tư, họ lợi dụng danh nghĩa và công việc này để gây ảnh hưởng với người khác. Công việc không chỉ rao giảng ở trong nhà thờ, công việc của những anh chị em làm việc trong cộng đoàn cũng vậy. Họ lợi dụng để gây ảnh hưởng với người khác. Cái thứ năm, vì họ muốn thêm người, vì họ muốn kéo bè kéo phái, vì họ muốn tạo ảnh hưởng cho mình, cho nên những việc họ nói đôi khi thiếu trung thực, đôi khi có tính cách gọi là bẻ cong sự thật.
Điều này chúng ta thấy rất nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều ở trong tất cả mọi tổ chức. Những người cũng chỉ bởi vì muốn được thêm bạn bè, muốn được thêm ảnh hưởng, cho nên họ sẵn sàng bẻ cong ngòi bút. Với tình trạng Internet ngày nay, chỉ cần một cái click thôi, chỉ cần một cái bấm thôi là tin tức đó nó đi lan khắp cả thế giới rồi. Cái thứ sáu, có những người làm công việc mục vụ đi rao giảng, nhưng muốn được chú ý, muốn được người khác để ý. Nói như các môn đệ đó, ai sẽ là người lớn nhất trong số những người của mình? Và khi đang bàn cãi, Chúa Giê-xu nói, đem một đứa trẻ lại đây. Vua chúa ở bên ngoài thì họ làm chủ bằng cách là cai trị những người khác, còn các con thì không. Ai muốn làm lớn thì phải là người nhỏ nhất. Có những người đi phục vụ, họ chỉ muốn được để ý, được chú ý. Họ làm như là những minh tinh màng bạc. Họ làm như họ phải là cái trung tâm của sự chú ý. Và khi họ thiếu sự chú ý, có những con người sống mà người ta gọi là sống theo với cái lời khen thưởng ở bên ngoài đó, lời trọng vọng ở bên ngoài. Cho nên khi thiếu những lời khen thưởng, họ không chịu được. Đây là những dấu hiệu của tiên tri giả. Cái thứ bảy, đương nhiên bởi vì họ làm như vậy, họ là những người chỉ làm cho riêng cá nhân, chứ không phải họ là những tiền hô thật sự, họ không phải là những tiếng kêu trong hoang địa thực sự. Cho nên họ không muốn ai phê bình và cũng không muốn ai kỷ luật họ. Họ không thích sửa sai, họ không thích được phê bình, họ thích được khen thôi. Cho nên khi mà mình nói họ không nên làm điều này, không nên làm điều kia, hay khi giáo hội cấm đoán, họ không chịu. Cái thứ tám, một trong những yếu tố mà thời nào cũng có, đó là tiền và danh vọng. Hai yếu tố này, nó đâm tiền, nó đâm toạc tờ giấy, không nói rồi, nó đâm toạc lương tâm con người. Đây là hai yếu tố mà nó len lỏi ngay cả trong giáo hội của chúng ta. Và vì thế có biết bao nhiêu người đi ra làm công việc phục vụ mà làm vì danh, vì tiền, chứ không phải làm vì Đức Giê-xu Kitô. Ở trong cộng đoàn cũng vậy nữa. Ngay cả ở trong cộng đoàn cũng như có những người họ làm vì danh, họ làm để được danh. Và khi mà mình lên cảm ơn mà chỉ cần thiếu cái tên họ là coi như dặn một tháng, hoặc là không cộng đồng, không đóng góp nữa. Đang mỗi một tháng đóng góp như vậy, tự nhiên hôm đó lên quên thôi, chỉ có quên nêu tên rong thôi, vậy là từ nay bỏ luôn. Họ làm vì tiền, những người có quyền. Họ làm vì danh, những người có chức. Và hai điều này từ xưa nay vẫn đúng. Cái thứ chín, họ rao giảng, họ phục vụ không phải theo như động lực mà Chúa Giê-xu nói. Vì nước trời, các con phải là những người nhỏ nhất. Không, họ rao giảng, họ làm bởi vì cái động lực là cái tôi. Họ làm cho mình, cái tôi là động lực chính. Và rất dễ phân biệt được một người làm việc vì cái tôi và một người làm việc vì giáo hội. Không có gì khó cả. Một người làm việc vì cái tôi, họ luôn luôn nghĩ đến họ. Một người làm việc vì giáo hội, họ luôn luôn nghĩ đến giáo hội và quyền bính của giáo hội. Rất dễ phân biệt. Và cái cuối cùng, đây là một trong những điều mà giáo dân hay bị đánh lừa, đó là họ dùng kinh thánh, họ dùng lời Chúa để diễn tả ý định của mình. Họ cũng giảng mà, nhưng thay vì giảng những gì mà Chúa muốn, ngay cả những điều đôi khi khó khăn cho người nghe, thì những người này dùng kinh thánh diễn dịch theo ý riêng của mình. Chính những cái cảnh tiên tri giả này, nó làm cho cái tiếng nói của tiền hô của chúng ta cảm thấy không có hiệu lực ở bên ngoài. Mà Đức Kitô cũng đã từng cảnh báo về tiên tri giả. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Ngài viết câu này, tôi muốn anh chị em nghe cho rõ. Bởi vì ra đường, mình không những mình bị những cái tiếng kêu khác nó thuyết phục, mà chính bản thân mình cũng đừng trở thành những tiếng kêu sai lầm, đừng trở thành những tiên tri giả. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Ngài viết: anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Characteristics of false prophets. 1.
preaching to please the audience, they only speak what the audience wants to hear, avoiding uncomfortable truths. 2. Acting for personal gain, they exploit their positions to earn money, fame, or power, teaching false doctrine. 3. Teaching false doctrine, they distort scripture and church teachings to suit their own preferences for manipulating others, they use their authority to manipulate and control others. Seeking fame, they crave attention and adulation from others. 6. Refusing correction, they reject criticism and discipline. 7. Pursuing fame and wealth, they prioritize personal gain over the interests of the church. 8. Preaching their own agenda, they use scripture to serve their own purposes rather than teaching the word of God. Harm caused by false prophets. 1. Confusion and loss of faith, listening to false teachings can confuse people and lead them away from the true word of God. 2. Division within the church, false prophets often establish their own sects, dividing the church. 3. Erosion of the church's credibility. When people witness the misconduct of clergy, they lose respect for the church. How to recognize false prophets? 1. Compare their teachings with scripture and church doctrine. If their teachings contradict the word of God, they are false prophets. 2. Observe their lifestyle. If their actions do not align with their teachings, they are false prophets. 3. Avoid those who constantly criticize and complain. These individuals often exhibit traits of false prophets.